Anh Hải là một người đàn ông luôn lúc nào cũng bao dung và tha thứ cho vợ. Vì từ khi biết vợ mình mang thai nhưng kẻ thai đó không phải là con ruột của mình, nên tinh thần cũng như là sức khỏe của anh bắt đầu suy giảm. Quay về quá khứ năm xưa, cách đây hơn 10 năm, Bình An phục vụ cho một quán ăn gần bến xe miền Tây nên phải lòng chú xe ôm, đó chính là anh Hải bây giờ. Anh Hải chấp nhận bỏ đất đô thành Sài Gòn, anh và Bình An nắm tay nhau về quê Đồng Tháp sống cho tới nay. Anh bỏ qua tất cả thị phi vì anh và Bình An chênh lệch tuổi khá nhiều. Điều quan trọng là anh muốn lo lắng cho Bình An đến cuối đời, vì Bình An không được bình thường như mọi cô gái khác. Hai vợ chồng thì cũng đã có một cậu con trai. Sau khi Bình An hạ sinh một bé gái, hiện tại là không phải con của anh. Song song bên cạnh đó thì hôm nay sức khỏe của anh đã kiệt vì buồn và mang thai không phải là con của mình. Quay lại câu chuyện của Bình An, một năm vừa qua, khi hai vợ chồng có lời qua tiếng lại thì Bình An bỏ nhà đi lang thang. Cũng trong thời gian đó, Bình An cũng đã mang thai. Nhưng điều đặc biệt là chính cha của đứa bé là ai thì Bình An cũng không biết trong một lần say xỉn. Nhưng cuối cùng thì anh Hải cũng bỏ qua tất cả, cũng chỉ vì giữ hạnh phúc cho gia đình. Không ăn, không uống trong thời gian dài vì buồn nên sức khỏe của anh mới như thế này. Bình An cũng đã biết lỗi của mình và cũng đã thầm trách cho bản thân mình. Thương người chị vợ đã lo lắng em rể của mình như em ruột trong quá trình nhập viện. Nhưng hôm nay anh Hải không chịu nằm bệnh viện nữa, nên anh em đưa anh Hải về nhà, mong rằng những ngày cuối đời bên vợ con và được ôm hôn con gái dù chỉ một lần, tuy đó là không phải con ruột của mình. Mình đã hứa bên nhau cơ mà, cớ sao giờ lại chia xa. Sanh bé này ra, anh Hải có gặp mặt bé này lần nào không? Có nhìn thấy không? Không. Ừ. Đâu ấm ra rồi đấy. Ừ. Không có đi vô để sờ bé cái nào luôn hết. Anh nằm giờ. Bệnh. Hả? Đi hết nổi. Anh nằm chỗ luôn, anh đâu đi vô sờ bé được. Không. Ngồi vậy là con bự mà. Ừ. Có kêu em ấm ra không? Hả? Nhìn nào ấm. Ấm nhiều khi em ngồi lại bóp tay cấm, nhiều khi em nghe không rõ, nhảy nhảy khóc, ấm nghe rõ luôn, con khóc chồng nha, đi ra cho bố đi, muốn tội nghiệp ha, con khóc chồng kia vô cho bố đi. Ừ. Anh cũng thương rồi đó chứ, thương hồi lúc mà siêu âm biết con Bình An gái anh khoái mà anh thương mà. Ừ. Mà tại dính bệnh thôi. Vậy nếu hôm nào mà anh hơi tỉnh táo lại đó, em nói thôi giờ ẩm con ra cho anh. Ừ. Anh sờ nó nha, đừng nó nghe, rồi anh chịu không ẩm ra cho anh ha. Ừ. Giờ tự lên cho con hỏi thăm ảnh cái. Anh Hải ơi, sao anh sao vậy, lạnh hay gì mà anh chùm coi coi dữ ạ? Hả? Mưa xuống lạnh. Dạ. Rồi đồng nghiệp anh nói chuyện cái bộ không có lớn lắm nè. Để em coi heo chân mấy cây. Rồi bây giờ anh có cử động cái chân mình được không anh? Không dở ra được luôn hả? Trời ơi. Rồi anh gán gồng thử cho em coi coi anh Hải. Gồng dở thử coi anh. Không được rồi. Không được mấy ngày nay rồi. Vậy là chân của anh giờ dở rồi, đau anh còn cảm giác gờ đụng nhẹ là anh đau. Ừ. Trời ơi, không dở, không mỗi lần dở không có dở là được luôn trời. Ông nó to quá trời ơi, nhiều gạo nhiều lắm mình mẻ anh rồi. Yếu sức khỏe lắm. Uống sữa gì được không anh? Uống sữa gì không anh? Uống sữa được không anh? Uống sữa được không? Trời ơi, sao anh Hải nói chuyện không ra tiếng luôn vậy trời? Đúng nói chuyện có bộ khó lắm rồi. Ừ. Dạ. Hồi sáng này thì bánh mì chấm sữa, hồi em nghe được nhiêu đó. Ăn khúc ha. Nhưng mà bây giờ anh khó, nó khó nghe hơn bữa anh phát rồi. Âm muốn hết được luôn vậy ta.
Nói chung là cái lưỡi, cái cơn lưỡi của anh nó có vấn đề á, phát âm cũng không được luôn kìa. Trời trời, tình hình này anh thần ơi, cầu gió mấy ơi, về nè mất mưa về trời ơi, cảm rồi đổi tiếng cũng nghe. Bữa nay anh nói chuyện cơ bộ khó nghe lắm người ta ơi. Nói chuyện nhỏ xíu nghe không được. Đúng rồi, nói chuyện muốn hết nghe được luôn rồi. Nói chân thì dở không lên luôn. Hết chân chết rồi, còn có tay, hai cái tay với cái đầu ghi qua ghi lại là được. Rồi, lấy cái tay anh coi. Anh cái tay anh đâu rồi? Anh dở cái tay cho tụi em xem cái coi. Anh dở cao lên được không? Được. Đó, dở lên dở xuống được, mà tên kia coi anh. Không có, nói thang chị Nam ơi, em lên tới đúng rồi chị Nam ơi. Trời ơi, cái như là từ đoạn này, đoạn giữa này trở xuống là anh không có bắt động luôn hả? Không anh, anh đi tiểu tiện anh biết không? Anh còn cảm nhận được không? Không, anh biết anh đang đi tiểu tiện không? Biết ha? Còn biết. Chút chị cho ông nghe. Bà hồi cái điện trực tiếp đó, nó đã để nghe nói với anh đi. Anh Hải, cô Hạnh Nhi ở bên Úc của anh tặng cái máy nghe kinh để mình cho nó nhẹ nhàng anh. Rồi em để đây anh nghe ha. Anh chịu không anh? Dạ anh thích nghe. Anh thích nghe kinh không? Dạ để cái đầu nằm anh nha. Cầm gì cầm gì mấy. Đây. Rồi gớt gớt cái ta rồi lượm lượm bên đây. Rồi em để đây. Bây giờ hiện tại về cái máy này mình đang sử dụng pin. Hết pin thì mình ghim điện trực tiếp vô luôn anh, khỏi sử dụng pin cũng được luôn. Rồi thế thế anh chịu. Anh vui. Mình đang nghe theo đó không? Khi nó hết khi hết niệm Phật thì vui lấy cái chu điện ghim sóng vô. Ghim trực tiếp vô luôn. Tại hiện tại mình đang xài pin nè. Khi nào hết pin thì ghim vô. À, bình an thấy không? Chị thấy nè ha. Lấy pin ra. Hết pin thì lấy pin ra ghim vô đây rồi ghim điện vô. Xài trực tiếp luôn. Dạ. Anh nói gì ta? Tất nhiên là cái này ở nhà có nhưng mà bây giờ này chỗ từ thiện cho dượng dượng nhận. Không phải. Sao? Siêu quậy hả? Siêu quậy tao bớt bỏ mình siêu quậy à? Anh sợ thằng mảng sạc điện, sợ siêu quậy chứ không phải à. Không sao đâu anh, bây giờ nó không dám đâu. Thôi là cái máy để bên anh, nó không dám đụng đâu. Không dám. Hay là để bên đây đi. Để đây ha. Để đây đi. Đó, có thằng siêu quậy đó, có người trị rồi. Có gì Nam nó trị, đừng lo. Chuyện phát âm khó nghe lắm rồi. Nó nằm. Mà chị em cũng nói chuyện là nhiều. Rồi là Dượng nó nói chị ơi, chị sẵn cho em một cái sơ mi với một cái quần dài á. Rồi chị để góc bùn nào đó. Rồi là khi mà em không còn nữa thì chị tắm gọi cho em như giống như mà chị chăm sóc từ nãy tới giờ. Thì cho em thanh thản một tí là em mặc đồ cho em. Rồi là tại giờ ví dụ như bây giờ không biết nhưng mà hỏi Dượng là muốn để ở đây cho ông nên thờ hay là sao? Được không? Cho ông nên thờ Dượng. Để ý Dượng sao? Ý anh sao? Nhắc tới Đình Hải rất mắc. Sao? Nên không biết gì nè, không biết cô chị hỗ trợ mà bình an thì bây giờ ví dụ như kêu tên là nên. Nên là bình an đó ha. À, nhưng mà nè, chị nói với Dượng bây giờ bàn thờ vẫn để cúng cơm, chị hỗ trợ là cơm nấu này kia nọ, cúng kiến là em nó ra nó cúng cho em. Rồi á là tới từng thất thì chị mướn chỗ mướn người lại là cầu siêu cho em. Rồi tất cả tới khi 49 ngày hay hoặc 100 ngày ý Dượng muốn vợ mình thờ thì chị là người hỗ trợ cho em, được không? Nghĩa là ý Dượng sao? Bây giờ ý anh sao? Thôi, em nói cho em nghe. Anh
bác rồi, tiếp anh. Một quan tài. Rồi quả táng. Dạ, giống như là cái lời hôm trước anh nói. Rồi anh ơi, sau khi tiêu rồi cái hũ cho cốt đó mình để đâu? Anh vẫn nói câu nói này giống như hôm bữa. Hôm bữa anh chăm chó nên để đâu? Đổ xong đổ biển cũng được. Chứ... sao mình không đem vô chùa anh? Nếu như anh không chịu ở đây thì theo em thấy đưa cái hũ hài cốt mình vô chùa đi anh. Anh đã gần với Phật cũng được. Anh thấy sao? Không Dượng, đừng nói xấu. Cái này là mà ăn thua mình thôi chứ số phận không có định cho mình cái gì được. Bây giờ một ở với vợ con, hai là vô chùa, là vậy đó. Vô chùa mình nghe kinh kệ rồi mình tu hành rồi phước đức sau này mình sẽ tỏ sáng hơn, mình làm những cái điều hay hơn. Chứ là gì hả? Chính chắc rồi. Anh mất rồi. Rồi dạ. Yeah. Rồi thôi thì ý nó là anh mất rồi, mấy anh mấy chị muốn làm gì làm. Thì theo ý nên làm sao? Ý nên sao? Thờ chồng không? Hay là đưa chồng vô chùa? Nghe em sao bình an? Ông cũng nói em như vậy. Ừ. Chứ sao bây giờ? Là. Nhưng mà ý nguyện chồng cưng như thế nào chị không biết. Nhưng mà em phải quyết ra một cái quyết định. Em thờ chồng em thì sẽ có cái bàn thờ tại đây. Khi mà chồng em mất sẽ có bàn thờ tại đây. Cúng cơm rồi 49 ngày, tổ chức lễ 49 ngày xong rồi ngưng. Đốt nhang bình thường theo lệ. Rồi là tới 100 ngày. Cái đó là gọi là mình có 800 ngày rồi tới dỗ bình thường. Mình là mình thờ chồng bình thường, chỉ bình thường. Nói chung anh Hải nói là vậy, tùy gia đình đó. Ý cưng sao? Thờ chồng hay là sao? Em thờ ông cũng được. Rồi. Vợ chồng. Đúng rồi. Thờ cúng nhờ. Ê, đừng có nói câu nói không được, cũng được. Nhưng mà chồng em thờ. Nói một câu nói rõ ràng. Rồi. Chứ đừng nói là em thờ chồng em cũng được. Xong vợ chồng rồi là chồng mình thờ chứ đâu. Rồi chồng vợ thờ chồng là phải đạo rồi. Vậy ha, vậy là quyết định là khi mà Dượng nó mất là em cưng thờ. Em bước lên thì bình an. Cái mốt nọ chị còn ủng hộ tinh thần là chị Năm phải không? Dạ. Chị Năm biết sao không? Có nghĩa là để anh nhắc lại cho chị nhớ là tại sao tụi em hỏi anh Hải lại một lần nữa là tại lúc mà chưa đi bệnh viện, lúc không có chị á. Dạ. Anh có cha, anh có nói với hai em nè. Dạ. Anh nhờ hai em cho anh một cái quan tài và đi quả táng anh. Còn xương cốt gì đó đổ đâu cũng được, đó là cái lời chăn trói của anh Hải. Đúng rồi, có nghe. Là em với Minh Kha có hứa là anh cứ yên tâm vấn đề đó thì em sẽ hỗ trợ quan tài quả táng thì em lo hết, bên em cố gắng cái phần đó. Cho nên hôm nay hỏi lại là để mục đích là cái hũ cho cốt này để đâu làm gì, cho nên mình hỏi rõ bữa nay luôn là chị Nam hiểu không? Rồi. Vậy là chị em mình đi đến cái thống nhất là bình an thờ của anh Hải. Tổng hết là chương trình là em chị thờ chồng. Với lại á, cũng như là thật sự ra mình biết là anh Hải qua không khỏi. Anh Hải biết trong người anh như thế nào nên là những cái gì mà anh nói là như là chắc chói. Đó, mình đăng cái clip này để chi? Để cho người thân của anh Hải biết. Biết đâu sau này xem được cái clip này không có làm khó em hoặc là tụi anh. Em hiểu không? Dạ. Đây mình làm theo ý nguyện của anh Hải. Mình an hiểu không? Thì tại tụi anh tụi em cũng có khỏi có đôi lần hỏi anh Hải nào thôi, đưa số điện thoại người thân đi, điện người thân tính đem về cho anh hay thế nào đó, anh Hải đặc biệt là không chịu, cho nên là mình làm gì là theo ý của anh, người nhà cũng không có trách mình được. Nhưng mà từ hồi mà em sao anh sống đây tới giờ cũng không có tới người thân anh lắc đầu. Rồi thôi bây giờ nói gì nói vậy đi anh, hay là nói chung gì đây chăng nữa là gọi là gia đình bên vợ là gọi là người thân đi. Tất nhiên là Dượng nó ý thức là không muốn người thân này kia nọ thì thôi bây giờ gia đình đây gọi là người thân giùm. Không mà em nói chị nghe, tại vì khi mà anh Hải mất thì cũng đã mất rồi, còn chị cái người mà còn lại á, để cái clip này để cho bên ảnh thấy
Đúng rồi. Nó làm gì làm chứ anh cũng còn dòng họ người thân này kia. Dạ. Chứ anh Hải anh mất là anh yên rồi đó. Đúng rồi, nhưng mà hồi, từ hồi đó tới giờ cũng không biết bà con dòng họ anh em gì. Rồi, nói chung thì nó tóm lại là tội em sẽ tôn trọng ý kiến của anh Hải nha anh Hải. Anh mở mắt ra cho em, tụi em nói nè. Thì những lời anh gửi gắm với Minh Kha ha, với em thì em xin nhận lời hứa ở đây, anh an tâm nha. Rồi thì thôi bây giờ em cũng nói luôn. Thì anh biết là trong người anh qua không hỏi, thì hôm bữa anh có nói với em á là sau khi anh mất thì anh sẽ nhờ em cũng như là mấy anh em ở đây xin cho anh cái hầm từ thiện rồi đưa đi hỏa táng. Nhưng mà em có đăng cái clip hoàn cảnh mình lên đó, thì cô Hạnh Nghiêm mà hiện tại đang tặng cho mình cái máy mà nghe kinh đó anh, thì cô sẽ hỗ trợ cái quan tài là mình không có xin, là cái quan tài mình mua. Là chi phí là cái quan tài đó là 18 triệu, em cũng đã liên lạc với bên chủ trại hòm luôn rồi. Là em nói để, tại vì em nói để cho lúc anh còn sống để cho anh đúng rồi nghe. Chứ đến khi anh mất rồi thì anh không nghe được. Cái hòm này tương đối đẹp và bông hoa đầy đủ đó anh Hải, giống như là cũng trang nghiêm cho anh đó. Là cái bà cô Hạnh Nghiêm ở bên Úc á anh. Dạ, là mình không có xin hòm từ thiện thì nó không có tốt mà. Nói chung là tương đối đẹp anh. Anh cảm ơn cô Hạnh. Trời, dạ. Chúc đỡ em. Dạ. Mắc nợ thì cũng đã mắc nợ rồi, tại hoàn cảnh mình từ xưa giờ khổ cũng rất là nhiều rồi. Để lặp lại cái câu nói của anh Hải cho cô Hạnh Nghiêm nghe. Anh nói là anh cảm ơn cô Hạnh Nghiêm đã giúp đỡ cho anh trong lúc cuối đời. Đó là lời nói của anh Hải. Rồi dạ anh. Vậy là cô nghe thấy rồi đó. Mình nghe vậy mình cũng vui ha anh. Dạ mình vui vì được nhiều mà Mạnh Thường Quân người ta giúp đỡ cho gia đình mình. Sao là mình nhắm mắt mình cũng thanh thản. Đúng rồi. Dạ. Rồi anh cứ an tâm nha anh. Dạ. Thật ra là cái chuyện này tụi em cũng không nên nói. Nhưng mà những cái gì anh nói cũng như là lời chăn chối rồi, là biết anh biết anh không qua khỏi. Dạ. Ai sao anh đâu? Dạ. Trời ơi đất ruột. Uống gì đây gần con gần vợ. Bây giờ nè em nói anh nghe nè. Lúc mà Bình An mà mang thai đi siêu âm thì biết tin là Bình An con gái thì anh rất là thương, rất là thương đứa bé đó, mặc dù không phải là con của mình. Bây giờ anh muốn nhìn đứa bé đó không? Thì Bình An sẽ ẵm ra để cho anh nhìn. Sao anh? Không. Anh đã nhận là con rồi. Dạ thì đúng, anh đã đúng, nhận đúng. Là con, nhưng mà từ lúc mà Bình An sanh đứa bé là anh chưa có nhìn mặt. Tại vì anh đâu đi được đâu anh nhìn đúng không? Anh đâu đi được. Nhưng mà cháu nó khóc. Nè, sợ cháu nó khóc ha. Nè, giờ ẵm ra rồi nè. Đó. Thôi bây giờ trong lúc anh còn tỉnh táo anh Hải, anh có thể nhìn con gái lần nè. Nhìn con gái đi anh. Dễ thương. Thấy cưng không? Dễ cưng không? Con biết rất là thích. Ừ. Khóc trời. Ừ. Nằm với ba tí đi con. Dầu ti mặc dù không phải ba ruột nhưng mà ba vẫn thương con. Không cảm được nước mắt của trời. Nhẹ dễ cưng tí. Nhẹ thôi xích tí này. Ừ rồi Dương. Thiệt tình chứ. Quá trời, xót xa trời. Anh Hải nói là đã nhận là con mà. Nha, cho mi 3 tí nha. Nè, mi 3 tí. Ừ, cảm ơn ba cưng con. Rồi vậy mình cũng mãn nguyện hả anh. Dạ, mình cũng đã nhìn mặt con gái mình. Đúng rồi. Dạ. Những ngày cuối đời như vậy thấy nó cũng ấm áp quá. Gái không được tí rồi đó ha. Gái không được tí thì cũng mãn nguyện rồi. Có con gái rồi vậy nên mình. Nhưng mà Dượng phải con gái của mình mà con gái người ta nữa. Nếu như mà Dượng được vài năm nữa là nó sẽ ba ơi nước ba. Ba nước này kia nọ là cái gì nó trong. Thì khi anh về
nghe gái vui. À, anh Hải nói là cái hôm bữa đi xe về nghe gái vui lắm. Là từ lúc đó về sau anh cứ nghĩ con bé này là con ruột của mình. Bình An nghe anh Hải nói em sao Bình An khóc rồi. Bữa cái chị này chị không nói. Chị sao ly hả? Em cũng nói vậy chị, em chịu làm con trai là em phá bỏ luôn. Em nói không xin gì vậy? Dạ. Thậm chí nói chồng em cũng vậy á. Em biết nếu nếu con trai thì bỏ. Con trai bỏ cho tao. Cho bà. Chứ thì mình cũng nhắc lại cái đoạn hồi nãy anh Hải nói thì chắc có lẽ là trong máy không nghe. Anh nói là anh biết trong cơ thể của anh hai chân bây giờ là bất động rồi, cho nên là quyết định về để gần vợ gần con. Đúng không anh Hải? Anh Hải gật đầu. Tại nó có đoạn mà anh bị bắt động cái chân, anh biết là anh không qua khỏi đó. Cho nên là anh một hai phải về gần vợ gần con. Mất là mất tại nhà. Đúng rồi. Thấy sức khỏe trong người anh như thế nào biết chứ. Đúng rồi, trong cơ thể anh biết. Bữa nay là nói chuyện phát âm muốn hết được luôn rồi. Nói không nghe luôn. Phát âm yếu ớt dữ lắm rồi. Nhưng mà thầy chu tất nhiên là cho nóng, uống cho nó đỡ gắt cổ. Rồi thôi giờ những cái ngày này anh Hải cũng không nên suy nghĩ những chuyện gì thêm nhiều nữa anh. Vậy mình buông xuôi đi anh. Buông bỏ hết đi anh. Cứ nghe kinh Phật buông bỏ hết đi anh ha. Những chuyện quá khứ, chuyện này chuyện kia mình bỏ hết. Đó, để cho lòng thanh thản anh. Cho mình thanh thản. Mình theo mình về với Phật. Ừ. Thôi để anh nghỉ ngơi đi. Mình nghỉ ngơi đi anh. Dạ. Rồi nói chung là cũng cảm ơn mấy anh đã giúp đỡ em của gia đình này. Dạ dạ. Tôi cũng thay mặt gia đình vợ chồng nó cũng là cảm ơn. Cảm ơn mạnh thường quân hết chị. Dạ dạ, cảm ơn những người mạnh thường quân là lo lắng cho em đó, từ lúc mà mang bầu cho tới sanh. Bây giờ em nó về công chuyện vậy nữa thì thông cảm. Giờ tất nhiên là cảm ơn tất cả mọi người. Dạ dạ. Nếu mà thấy trong người mà anh Hải không được khỏe thì mình nhìn để anh máy anh Hải thở ông xin nha chị. Rồi. Bữa em chị mở cái máy rồi mình biết rồi phải không? Dạ. Dạ. Cũng cảm ơn chị trong những ngày qua đã chăm sóc em rể của mình giống như là em ruột. Chị cũng thật là tốt bụng luôn. Dạ. Rồi thôi anh Hải nghỉ ngơi đi ha anh. Dạ. Dạ nghỉ đi anh Hải. Anh nói tốt lắm. Nói chị vợ tốt lắm, ý anh nói vậy. Rồi thôi nghỉ ngơi đi. Vậy là bình an.